ơi. Đây làm gì đấy? Em chờ anh đây, em cho anh cái mặt nạ da đam này. Ôi, anh cảm ơn nhé. Cái này tốt cho chị bụi lắm đấy, anh bỏ vào tủ lạnh xong anh dùng dần. Cái này dùng nhỉ? Cái này thì anh chỉ cần rửa mặt với nước ấm này, sau đó là anh đắp tầm 15-20 phút rồi rửa lại với nước sạch thôi. Rồi, cảm ơn nhé. Dạ. Thế lên anh trở về luôn. Vâng. Rồi ạ. Xin chào mọi người, từ sau video làm bột trà xanh có quá trời nhiều bạn hỏi mình cách làm mặt nạ trà xanh dưỡng da nên hôm nay mình sẽ chỉ các bạn 3 cách làm mặt nạ trà xanh trị các thể loại mụn nhé. Đầu tiên là trị thâm mụn, mình sẽ sử dụng bột trà xanh kết hợp với nước cốt chanh. Các bạn cho 2 thìa bột trà xanh và 2 thìa nước cốt chanh trộn đều đến khi hỗn hợp sệt lại rồi đắp lên mặt. Có thể để nguyên mặt trong 30 phút hoặc massage nhẹ nhàng theo chiều vòng tròn từ cằm đi lên, sau đó dùng nước ấm rửa lại thật sạch. Nhưng các bạn lưu ý nên đắp mặt nạ này vào ban đêm hoặc nếu đắp buổi ngày thì nên chống nắng kỹ càng nhé, vì chanh rất dễ bắt nắng đấy. Tiếp theo là mặt nạ trà xanh trị mụn bọc. Nguyên liệu tất nhiên vẫn là bột trà xanh rồi, nhưng lần này mình kết hợp cùng với tinh bột nghệ, xưa nay là bài thuốc chữa mụn rất hiệu quả. Các bạn làm cùng mình, hòa 2 thìa bột trà xanh, 2 thìa tinh bột nghệ với một ít nước sạch, trộn đều hỗn hợp đến khi sệt lại rồi đắp lên mặt và massage như trên nhé. Mình sẽ bỏ qua bước đắp và chuyển qua mặt nạ trà xanh thứ 3 là mặt nạ trị mụn ẩn mụn cám. Với những ai đang bị mụn cám, mụn đầu đen thì mặt nạ bột trà xanh và lòng trắng trứng là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Các bạn tách lòng trắng và lòng đỏ trứng gà ra hai chén khác nhau, trộn lòng trắng trứng cùng với bột trà xanh, đánh tan và tạo thành hỗn hợp. Đắp đều lên mặt và massage khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch với nước ấm. Tần suất đắp thì mỗi tuần các bạn đắp khoảng 2-3 lần nhé. Trên đây là những bí quyết làm mặt nạ trà xanh trị mụn của mình. Chúc các bạn áp dụng thành công nhé. Hello mọi người, ngày hôm qua ở trên TikTok mình thấy có chị Đinh Hương làm mặt nạ nha đam dưỡng trắng khá là hay, nên hôm nay mình sẽ thử làm cái mặt nạ nha đam dưỡng trắng đó kết hợp cùng với nước vo gạo nhé. Với phần nha đam này mình đem giã nhuyễn, các bạn cũng có thể cho vào máy xay nhé. Giã xong mình trộn nha đam cùng phần nước gạo lắng, trộn đều là hoàn thành xong phần mặt nạ. Phần nha đam còn lại mình tận dụng để làm kem dưỡng, chỉ cần cho 2 thìa nha đam, 3 thìa dầu dừa và 1/2 thìa sáp ong cùng với vài giọt tinh dầu hoa hồng vào đun chảy rồi cho vào hũ để hỗn hợp đông lại là mình có thể dùng. Một số lưu ý là các bạn nên sơ chế nha đam thật kỹ. Với làn da nhạy cảm thì các bạn nên thử đắp một vùng nhỏ lên mặt trước xem da có bị ngứa không rồi hẵng đắp cả mặt nhé, vì nha đam nếu làm không kỹ sẽ dễ bị ngứa. Với làn da nhạy cảm thì mình nên cẩn thận hơn nhé.
Các bạn đắp mặt nạ này 2 lần một tuần, đắp xong rửa sạch rồi thoa luôn kem dưỡng. Một thời gian là thấy da đẹp lên hẳn đấy. Với nguyên liệu thiên nhiên và dễ kiếm thế này thì tội gì không làm để sớm có làn da trắng và mịn màng đúng không nào? Hello cả nhà, mùa hè thiếu chí thì thiếu, chứ không thể thiếu xịt khoáng được. Vừa cung cấp độ ẩm cho da, vừa giúp da của chúng ta thư giãn. Đối với da dầu mụn thì việc sử dụng xịt khoáng còn quan trọng hơn nữa, nhất là những xịt khoáng có thành phần trà xanh, giúp kháng khuẩn kháng viêm, lấy đi bã nhơn và bụi bẩn bên trong da. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm xịt khoáng từ bột trà xanh, vừa đơn giản vừa hữu ích nha. Các bạn chuẩn bị giúp mình những nguyên liệu sau: 1 thìa nhỏ bột trà xanh, 100ml nước cất, các bạn có thể mua ở hiệu thuốc, và một bình xịt. Cách làm xịt khoáng từ bột trà xanh rất đơn giản. Các bạn hòa tan bột trà với nước cất, cho vào lò dung dần. Ngoài cách dùng xịt lên da thì các bạn có thể xịt vào bông tẩy trang và thoa lên da như toner, hoặc làm đậm bông tẩy trang và có thể đắp làm mặt nạ dưỡng ẩm cũng được nhé. Bảo quản xịt khoáng trong tủ lạnh và dùng trong khoảng 1 tuần. Xịt khoáng từ bột trà xanh làm từ nguyên liệu hoàn toàn thiên nhiên, không gây kích ứng da và rất dễ làm. Các bạn thử làm xem sao nhé.